Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang truyền hình địa phương do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Tuyên Hóa thực hiện, phản ánh về việc chủ trọng nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú tại cả trường học trên địa bàn huyện Tuyên Hóa sẽ mở đầu chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo huyện Tuyên Hóa đã nỗ lực vượt khó để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục. Nhiều mô hình sáng kiến phù hợp với đặc thù của địa phương đã được phát huy, trong đó có mô hình bếp ăn bán trú. Mô hình này đã góp phần nâng cao thể chất, đảm bảo sức khỏe cho các em học sinh, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Đây là công đoạn chế biến thực phẩm tại trường mầm non Huyền Thủy, xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa. Khu bếp ăn của trường khang trang, sạch sẽ, hệ thống thiết bị trong nhà bếp được trang bị đồng bộ với đầy đủ tủ bảo quản thực phẩm, bồn rửa rau củ, rửa thịt sống, dụng cụ chế biến, khay đựng thức ăn. Chén bát, thìa đũa được phân loại và sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Để luôn đảm bảo có nguồn thức ăn xanh, an toàn cho trẻ, ngay từ đầu năm học, trường đã huy động giáo viên trồng và chăm sóc cả vườn rau. Mong muốn của chúng tôi là trong những năm tiếp theo đây thì được sự quan tâm hơn nữa của cả cấp lãnh đạo, đảng, chính quyền và đặc biệt là của phụ huynh học sinh để đóng góp, hỗ trợ để nâng thêm cái tiền ăn cho trẻ và cái tiền hỗ trợ cho cô nuôi nhằm giúp cả cô yên tâm công tác và cũng nhằm là đáp ứng với yêu cầu để mà nâng chất lượng bữa ăn lên cho trẻ để cho trẻ phát triển toàn diện theo yêu cầu của bậc học. Từ năm học 2017-2018, trường tiểu học số 1 Đồng Lê bắt đầu triển khai mô hình bếp ăn bán trú. Mô hình đã nhận được sự ủng hộ của các bậc phụ huynh và các em học sinh. Năm học 2022-2023, trường có 76 em tham gia bán trú. Các bữa ăn luôn được đảm bảo dinh dưỡng theo biểu đồ tăng trưởng khoa học. Thực đơn hàng ngày thay đổi liên tục, tươi mới. Bếp ăn luôn đảm bảo sạch sẽ, hợp vệ sinh. Trải qua 7 năm thực hiện thì đã được phụ huynh đồng tình hưởng ứng và đón nhận rất là cao. Và đối với học sinh ấy, thì rất là yêu thích được ăn bán trú ở lại trường buổi trưa. Và cái chất lượng bữa ăn hàng ngày ấy, thì được nâng lên. Chính cái điều đó cho nên là cái chất lượng và thể trạng của học sinh, thể chất của học sinh ấy, là ngày một khỏe mạnh để đảm bảo tốt cho cái việc học tập cũng như tham gia các cái hoạt động giáo dục khác tại nhà trường. Huyện Tuyên Hóa hiện có 26 trường tổ chức bán trú với 26 bếp ăn, trong đó có 24 trường mầm non và một trường tiểu học, một trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở với 5.120 học sinh tham gia. Qua kiểm tra, cả bếp ăn đều được đầu tư cơ bản về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ chế biến. Ban giám hiệu các nhà trường đều lên thực đơn hàng ngày, hàng tuần để không lặp lại các món ăn. Phòng giáo dục đào tạo cũng đã phối hợp với trung tâm y tế huyện để khám sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần cho 100% cô nuôi, tổ chức kiểm tra bếp ăn bán trú thường xuyên và đột xuất nhằm đảm bảo bữa ăn an toàn cho trẻ. Vì thế mà trong thời gian qua thì tất cả các bếp ăn trên địa bàn huyện đều đảm bảo an toàn cho trẻ 100%. Các mô hình bếp ăn bán trú của các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của phụ huynh, sự yêu thích của các em học sinh. Vì vậy, song song với nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, các trường học cũng quan tâm chủ động nâng cao chất lượng từng bữa ăn cho các em học sinh, bởi đây là yếu tố quan trọng góp phần vào sự phát triển toàn diện của các em, tạo thêm niềm tin để phụ huynh yên tâm gửi gắm con em mình. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong suốt chặng đường gần 60 năm xây dựng và phát triển, trường trung học cơ sở Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa đã luôn phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt gắn với chủ trọng đầu tư xây dựng, mở rộng quy mô cơ sở vật chất, đào tạo và chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, xứng đáng là địa chỉ giáo dục đáng tin cậy trên địa bàn huyện Tuyên Hóa. Tiền thân của trường trung học cơ sở Phong Hóa là trường phổ thông Phan Bội Châu cấp 2. Năm 1955, trường được đổi tên thành trường phổ thông cấp 2 Tuyên Hóa, là một trong hai trường đầu tiên của huyện Tuyên Hóa và 10 trường trung học cơ sở đầu tiên của tỉnh Quảng Bình. Năm 1992, trường được sáp nhập với tên gọi là trường phổ thông cấp 23 Minh Cầm, sau đổi tên thành trường phổ thông cấp 23 Phan Bội Châu. Tháng 6 năm 2003, Ủy ban Nhân dân tỉnh có quyết định số 1947 QĐ-UBND chia tách thành hai trường trung học phổ thông Phan Bội Châu và trường trung học cơ sở Phong Hóa. Trường trung học cơ sở Phong Hóa ra đời từ đó.
Những năm qua, các thế hệ sư phạm nhà trường đã phát huy truyền thống không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học. Nhiều học sinh từ mái trường này đã trưởng thành, giữ nhiều cương vị quan trọng, đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp phát triển của quê hương đất nước. Chúng tôi đã xác định với nhau là dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt học tốt. Sau 7 năm thì trường được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia, và đến năm học 2012-2013 thì trường được tặng cờ thi đua xuất sắc khối trung học cơ sở, một trong hai trường xuất sắc của tỉnh. Chúng tôi rất là mong muốn rằng những cái thế hệ tiếp nối của chúng tôi sẽ phát huy cao độ truyền thống của nhà trường để trường trung học cơ sở Phong Hóa mãi là điểm sáng của huyện, của tỉnh. Đến nay, cơ sở vật chất trường trung học cơ sở Phong Hóa đã khang trang, cơ bản hoàn thiện theo hướng hiện đại, với 5 dãy phòng học, phòng truyền thống, phòng chức năng để phục vụ cho công tác dạy và học. Cùng với việc quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Những năm qua, tập thể sư phạm nhà trường đã tập trung thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đồng thời xây dựng đội ngũ giáo viên chuẩn hóa về trình độ. Năm học 2023-2024, trường trung học cơ sở Phong Hóa có 25 cán bộ giáo viên, nhân viên đạt chuẩn. Nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, có sáng kiến kinh nghiệm được ngành giáo dục và đào tạo công nhận. Chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn của nhà trường ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ học sinh được công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%. Nhiều học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Em rất vinh dự và tự hào khi được học tập và rèn luyện dưới mái trường trung học cơ sở Phong Hóa. Chúng em sẽ quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện, chăm chỉ học tập để trở thành con ngoan, cho giỏi, đối biến tốt, xứng đáng với truyền thống hiếu học của nhà trường. Trong quá trình dạy học thì tôi tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới hình thức đánh giá, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giờ dạy. Đối với học sinh thì tôi luôn gần gũi, yêu thương, chăm sóc các em, và những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì tôi đã phối hợp với gia đình, nhà trường và các tổ chức trong và ngoài nhà trường để giáo dục các em tiến bộ về mọi mặt nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Trường Trung học cơ sở Phong Hóa đã 3 lần được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3 năm 2014, cấp độ 2 năm 2023 và đạt danh hiệu đơn vị văn hóa cấp tỉnh năm 2021. Năm học 2012-2013, trường được nhận cờ thi đua xuất sắc, một trong hai trường dẫn đầu thuộc khối trung học cơ sở của tỉnh. Nhiều năm liền, trường được công nhận là tập thể lao động xuất sắc. Những phần thưởng cao quý này là sự ghi nhận của cả cấp cả ngành về sự phát triển của nhà trường. Nhà trường đã không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, đặc biệt là triển khai và thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục phổ thông 2018, chỉ đạo các tổ chuyên môn triển khai hiệu quả các chuyên đề dạy học, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng thiết bị dạy học có hiệu quả, đổi mới kiểm tra đánh giá, xếp loại và cho điểm học sinh theo các văn bản hướng dẫn của ngành, làm tốt công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong việc quản lý, giáo dục học sinh phát triển toàn diện về phẩm chất và năng lực, làm tốt công tác tham mưu với chính quyền địa phương để tăng trưởng cơ sở vật chất cho nhà trường đáp ứng nhu cầu dạy và học. Trong những năm vừa qua thì nhà trường luôn làm tốt cái nhiệm vụ đó là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho địa phương. Những cái thành tích, những cái kết quả mà nhà trường đã đạt được thì ngành cũng như là cả cấp đã biểu dương và ghi nhận. Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn rằng là nhà trường tiếp tục kế thừa cái truyền thống, phát huy cái nội lực để rồi thực hiện tốt cái nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần đáp ứng cái kỳ vọng của lãnh đạo đảng, chính quyền và nhân dân địa phương. Những thành tích đạt được trong thời gian qua chính là động lực để trường trung học cơ sở Phong Hóa phát huy truyền thống, tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng trường phát triển hơn trong những năm tiếp theo, là cơ sở giáo dục uy tín để bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực cho quê hương, đất nước, xứng đáng với truyền thống đáng tự hào của các thế hệ thầy và trò nhà trường trong gần 60 năm qua. Trang truyền hình địa phương hôm nay do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Tuyên Hóa thực hiện đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.